Hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Tiền Giang và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức lễ khánh thành 4 dự án theo hình thức truyền hình trực tuyến, gồm dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài, Lào Cai, dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ, dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang. Sự kiện ngày hôm nay được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử ngành giao thông vận tải, khi 4 dự án giao thông quan trọng gồm một cảng hàng không, một cây cầu lớn và hai đường cao tốc được đồng loạt khánh thành. Dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2 là hai dự án cuối của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ, dài 120 km. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 có quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, chiều dài tuyến là 23 km. Trong giai đoạn phân kỳ, dự án đưa vào sử dụng 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 kết hợp với cầu Mỹ Thuận 1 được ví như hai giải lụa giao thông bắc qua sông Tiền. Cầu Mỹ Thuận 2 kết nối hai tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ nối liền hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, là trục đường huyết mạch có lưu lượng giao thông lớn nhất trong các trục quốc lộ chính trong khu vực. Dự án có tổng chiều dài tuyến là khoảng 6,61 km,